Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào tất cả anh em trên mọi miền tổ quốc và khắp đất nước Việt Nam ta. Đó, hôm nay ở xa anh Hùng lại chở tấm lợp lên đồi cho mấy anh em ở trên này nhé. Mấy hôm nay đường nó ướt trơn lắm mọi người ạ. Chở 120 tấm lợp lên dốc nha mọi người. Đây là cũng lên gần đến nhà rồi, 50 mét nữa là đến nhà rồi anh em ạ. Đó, xin phép quay cận cảnh cho anh em cùng xem một tí nhá. Mình lên trên này khá là cao rồi mọi người nha, từ dưới lên đây gần khoảng 1 cây số rồi mọi người ạ. Đó, cận cảnh ở đây là nó như thế này nhá mọi người, khá là hùng vĩ đấy. Bên kia là trúc nhá, một bãi to luôn. Nhanh như à, bị muối cán chưa nhá. Rồi nhà đây rồi anh em ạ. Đấy, ở trên bên mình thì là toàn đậm ngói, toàn lợp tấm lợp nhé mọi người, toàn dùng tấm lợp che nắng che mưa. Ê, mà mà nữa. Trên này toàn lấy công nhé mọi người, toàn là mấy cô về giúp mọi người nhé. Đến ai nhà ai thì họ về giúp, đến nhà họ thì mình về giúp nha. Ô,